Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.